Và sau khi nhóm hoạt động được 2 năm thì nhóm có một sự thay đổi, một phiên bản mới. Thời điểm đó nhóm lại được rất là nhiều giải thưởng lớn, làm cho mình cảm thấy rất là nhiều áp lực. Cái quan lợi đó chính là Mỹ Ngọc, một người bạn rất là thân của Lợi, đã sửa cho Lợi những cái lỗi sai trong cái giọng hát của mình. Bước tiếp đoạn đường, bước tiếp đoạn đường đó, thì đoạn hát đó là như vậy. Mình là một cái thành viên mới cho nên về cái về mặt kỹ thuật cũng giống như là giọng hát thì cần phải được bù đắp thêm, cho nên là dành cái thời gian này để mà mình tập lại những bài hát cũ cũng như là những bài hát mới để theo kịp với mọi người. Trong thời gian qua thì đã có một số sự thay đổi và khiến nhóm phải trải qua một cái thời kỳ gọi là áp lực và khủng hoảng. Những khó khăn nó đến bất chợt và làm cho Khanh có rất nhiều áp lực và nhiều lúc phải suy sụp tinh thần. Bây giờ thì nhóm cũng đã dần dần ổn định. Chào các bạn. Thì cũng như qua bao nhiêu lần Bình dàn dựng nhiều bài cho V-Music thì mình thấy được khả năng vũ đạo của mọi người có cố gắng rất nhiều. Đặc biệt là bạn Lợi, mặc dù là thành viên mới trong nhóm nhưng mà bạn cũng cố gắng để theo kịp được cái tốc độ tập rèn luyện của mọi người. Sức với vai trò là diễn viên thì V-Music cũng đã có phải đi học về diễn khả năng diễn xuất của cùng diễn viên Hollywood. Nhìn lại những gì nhóm đã làm thì nhóm cảm thấy tự hào và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ và dành nhiều tình cảm cho nhóm. Phim ngắn này của V-Music, Vân Trang cảm thấy rất là thoải mái bởi vì tất cả các thành viên ở trong nhóm đều rất là thân với Vân Trang và luôn luôn lúc nào cũng chăm sóc cho Vân Trang đến từng miếng ăn giấc ngủ. Con thấy được ở các bạn cái niềm đam mê về âm nhạc cũng như là về diễn xuất rất là lớn. Và các bạn đổ dồn hết tất cả tâm trí và sức lực của mình vô cái MV lần này. Rất là mong chờ cái ngày ra mắt này. Và một lần nữa thì chúc cho V-Music sẽ thành công tốt đẹp của bộ phim này. Và bên cạnh đó, nhóm cũng đã thử sức và đã tham gia rất là nhiều hoạt động khác nhau.
Vì người yêu ra đi nên tôi vẫn bơ vơ, bao năm vẫn thân thơ một mình tôi thôi. Với chúng tôi, từng ngày trôi qua đi, từng sản phẩm âm nhạc đó chính là những cái sự nỗ lực, cố gắng không ngừng. Thì mỗi người luôn luôn phải tự ý thức và phấn đấu hết mình. Trong nhóm thì mỗi một bạn phụ trách về một công việc khác nhau. Hoàng thì phụ trách về chuyên môn âm nhạc của nhóm. Thì trong thời gian gần đây, Hoàng thích chơi đàn guitar và đã đăng ký để một lớp học guitar vào buổi sáng. Tao máy đi ra, tao máy đi xuống. Music phải luyện tập rất là nhiều. Sau hôm đó thì music cũng phải đi học. Cái sản phẩm âm nhạc sắp tới mà tất cả các bạn được nghe đó chính là câu trả lời cho tất cả sự nỗ lực. Và đến bây giờ, chúng tôi luôn tự hào chúng tôi là thành viên của V-Music.